Ôi, mà anh không nói chuyện mình. Mày thơ mày có giỏi mấy thì giỏi, mày không bằng bố mày được. Vì bố không cầm nó là khác. Đang live chị. Không kệ. Thôi đang live chị rồi. Bây giờ bắt đầu live. Bây giờ em mới live thôi. Bây giờ bắt đầu mới live. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung nói về bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ 2 nhé. Đúng rồi. Khai xuân hôm nay để triển khai. Xin chào cả nhà nhá. Xin chào tất cả mọi người. Đấy. Đây đang ngồi bên nhà bác cả đây. Anh em tôi đang cảm ơn các bạn trong giai đoạn vừa qua đã theo dõi bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ. Đó là cái bộ phim bước đầu vợ chồng Phú Lê, các em nó là những doanh nghiệp bên ngoài lĩnh vực nghệ thuật, nhưng các em nó đã dám đầu tư và nó đã với cái lòng ham mê nghệ thuật, các em đã làm được một bước đó và được sự ủng hộ của cộng đồng nhân mạng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho vợ chồng Phú Lê. Xin chào và hẹn các bạn là sắp tới là sẽ cho ra phần 2 của bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ, và sẽ có rất nhiều cái tình tiết thú vị và những nhiều pha gay cấn, các bạn hãy đón nhận cái điều đó. Chào mọi người nhá. Đấy, như các bạn cũng đã biết thì thầy Chu Hùng, một người anh cả, một người đối với Phú Lê, một người anh cả, một người cha già, một người bác, đã dành rất nhiều tình cảm cho Phú Lê. Cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người. Đúng là gì, qua bộ phim thì nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay, chính là tình cảm của các bạn dành cho anh em trong xã hội, các ekip trong đoàn phim. Đúng rồi. Tất cả mọi người đã ủng hộ vợ chồng Phú Lê bằng cái nhiệt tình của mình, không quản ngại đêm hôm mưa nắng vất vả, trời khí hậu rất là khắc nghiệt. Tất cả đều một lòng để làm nên cái gọi là tác phẩm thì nó hơi quá, nhưng làm nên một cái công trình của mình, và mình nghĩ là chắc là cộng đồng mạng cũng không có thất vọng sau khi đã theo dõi qua cái phần 1 của bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ. Mọi người nhớ là ủng hộ theo dõi nha, là ra Tết là bắt đầu sẽ tiếp tục triển khai tiếp tập 2, phần 2 để mọi người có những cái thước phim hay để mọi người xem. Rồi. Đó. Đây cả nhà đây. Quay cả nhà cho mọi người nhìn thấy đây. Quay lại đây. Chào. Quay. Rồi. Hello, chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Qua Tết xem vào phần 2 của bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ. Đây cả nhà đang mời em ủng hộ nhá. Đang ở trên nhà bác Chu Hùng mọi người ạ. Nghe á không nhỉ? 500 anh em đi. Anh Hùng ơi, phần 2 cho tất cả các bạn. Phần 2 dành cho tất cả các bạn. Chào Hoàng Trà nhá. Đây Hoàng Trà này vào đây chứ không phải Hoàng Trà không vào đấy nha anh nhá. Chào Hiếu Leon, chào Quốc Gia Dân, xin kính chào tất cả mọi người. Chào Phạm Hải Đăng. Chào Lê Cương nhá. Chào Quốc Tiến Tam, Tạ Văn Quyền, xin kính chào tất cả mọi người. Mọi người chào tất cả mọi người. Chuẩn bị hóng phần 2 phim nhá. Tập 2 nhá. Tập 2 này sẽ gay cấn hơn tập 1 rất là nhiều. Sẽ có nhiều những cái tình tiết mà sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Đấy, bởi vì là tập 2 này sẽ có sự đầu tư hơn, có thời gian hơn. Hát đi rồi này. Đây là bài vừa. Khán giả đang yêu cầu anh Phú hát nhiều. Anh Phú Lê hát một bài này. Khổ trước sướng sau thế mới giàu to. Đó. Đấy. Hay quá, anh hát đi. Đây. Đang ở nhà bác Chu Hùng đây. Tuyệt vời á. Đây là sư thầy nhá. Em nghe đi anh ơi. Dính răng ở đá nhá, đang bị sư thầy bị dính răng ở đá, đang bị khán giả ta nhập sạn. Chạm Mặt Giang Hồ phần 2 chuẩn bị chiến. Đấy, mọi người ủng hộ gia đình nhà Phú Lê đi để chuẩn bị quay tập 2 nhá. Tập 2 sẽ... Anh Lâm, em có đi được đâu. Tập 2 sẽ gay cấn hơn rất là nhiều luôn. Bởi vì là tập 2 là có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Tập 1 là nó hơi bị gấp. Hello Dũng. Vâng, ok bạn. Có là gọi nhà mình chứ. Tự nhiên nổi hứng lên tụ tập thôi. Hôm nào anh em mình hẹn nhau sẽ gặp nhau một buổi đi nhá. Alo. Cảm ơn Lê Phương. Nói đi. Nó bị bập bõm quá.
Ê, anh à. Nói chuyện bác cả gọi sang chứ anh Lâm, anh mời em có đi được đâu. Chỉ tối đây các em mới dậy được đấy ạ. Em vừa gọi điện cho anh. Vừa bác cả gọi không nghe cái gì à? Chắc là không nghe gì. Đang đứng, chắc là đang đứng. À, tự là như nào anh? Chắc là mày đi mày không gọi anh à? À, mời anh lên sóng đi. Anh em mời ơi. Anh mời anh Dũng lên sóng là rồi. Anh đây, bảo vào máy này. Này, nhưng mà phải biết anh ở đâu thì mới mời được chứ. Anh đang vào xem live stream của anh Nhâm Hoàng. À. Anh mời anh cũng lên. Nhưng mà đấy, mời anh Dũng rồi. Mời chưa? Đấy, anh mời chưa? Mời rồi, anh ok đi. Đấy. Không sao đâu, không tủ lạnh này. Cũng quan chen gọi điện đấy, đang trách đấy, trách là gì? Đang mẹ anh Lâm mà mời sao mày không bảo tao đi mà khổ con sang được đâu. Con sang nhà anh Lâm đâu. Đang ở nhà anh Hùng anh Dũng ạ. Đang ở nhà anh Hùng. Mời lên anh Nguyễn Đăng Dũng. Mời rồi nhưng không được. Mời rồi đi còn gì nữa. Mời rồi nhưng mà xác nhận đi. Bảo nếu không thì sang Lích Phú Lê đi. Đấy được rồi. Đấy đấy mời anh rồi đấy. Đấy mời rồi đấy. Bon chen vậy đấy. Bác Thu bảo anh là gì là cách chức bệnh viện ca cái gì giám đốc bệnh viện ca rồi. Lên bộ trưởng rồi. Lên bộ trưởng rồi. Lên bộ trưởng. Lên rồi. Anh đây. Chào chú. Ở nhà anh đấy không phải nhà Lâm đâu. Anh quay cao lên ạ. Xa thế. 10. Đấy. 8. Mời. Anh Lâm ơi, anh Lâm ơi đưa gần đây xa cho bác nói. Bác còn nghe. Lâm bấm bóm. Sống 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 sống. Bác nói ơi. Cuộc nói chuyện của những ông đàn ông. Bác qua đây, đưa đây. Đấy, Hòa Bình bên đấy. Rồi. Đấy, nói chuyện bác. Mình chúc sức khỏe rồi. Thế nhá, chào mọi người nhá. Lên diện